cái hay của một cây tủ thờ đẹp nó sẽ là như thế này ấy, mọi người coi vân ấy, mọi người để ý vân ấy, một cây tủ thờ đẹp nó sẽ là đối vân, như mọi người thấy chém bên này ấy, nó sẽ đối với chém bên kia, là hai chém nó giống nhau, vân nó giống nhau ấy, mọi người chém bên này nó sẽ đối vân với chém bên kia, chém dưới này nó sẽ đối vân với chém bên kia, nó sẽ là cặp vân nhé mọi người. Còn vân ở dưới thì nó sẽ hướng lên đấy, nó sẽ giống như trầm hương nó hướng lên. Hay cho mọi người coi cái bên cây này, tủ thờ này, tủ thờ gỗ cẩm la Việt mình nha, cây này cũng y hệt vậy mọi người thấy à. Đó, vân này với đối vân bên kia, vân này đối vân bên này, vân bên này đối vân bên này đó, thì nó mới đẹp nhé mọi người, chứ không phải là cây tủ thờ mọi người vân này làm vân kia, vân này làm vân kia, trước khuất đòi cây tủ thờ đẹp đó nhá mọi người nhá. Nên để lựa được những cặp vân này làm đỏ họ rất là tốn công luôn, nên làm rất là lâu công nhé mọi người nha. Nên cái tủ thờ đẹp nó sẽ là như vậy, và tủ thờ này đấy nó cũng vậy như vậy luôn, vân này đối vân kia, vân này đối vân kia, cặp vân này đối vân cặp bên này, còn vân ở giữa đấy nó như trầm hương nó bong bong lên đó, cây bên này cũng vậy luôn đấy, tương tự như vậy là nó phải đối vân như vậy ấy, thì khi mà mọi người nhìn vô cây tủ ấy nó nhìn nó mới cân xứng, nó mới đẹp nha, chứ không phải lựa vân tào lao mà đòi cây tủ thờ đẹp đâu nhá mọi người nha. Rồi chào mọi người nha.